Hello, xin chào toàn thể cô chú anh chị đã trở lại với ô tô cũ Sài Gòn. Ngày hôm nay thì Khánh về cho anh chị một chiếc Fortuner máy xăng số tự động một đầu đời 2019 màu đồng ánh kim. Con xe này thì Khánh mới lấy về, lăn bánh được 49.000 cây số và hiện trạng đã rửa ráy sơ lược phía bên ngoài rồi để quay cho anh chị xem. Con xe này thì đi ít gia đình, lăn bánh 49.000 cây chuẩn màu đồng ánh kim 2019 nó mới bắt đầu có ra mắt nha anh chị. Khi mà về Việt Nam. Cái màu này tuy là xe màu đồng ánh kim này nhưng mà nó vẫn được lắp ráp Indo, máy xăng là từ trước tới giờ là lắp ráp Indo hết nha anh chị. Khánh đi tổng thể sơ lược phía bên ngoài trước cho anh chị coi rồi vào chi tiết. Rồi cái tới 2022 cái màu này nó mới bỏ, nó không có làm màu này nữa, coi như là cái bây giờ cái chiếc xe này màu zin như vậy là xe bản giới hạn nha anh chị, gần như là chỉ có 3 năm xuất hiện thôi. Đó. Khánh dọn rửa phía bên ngoài xe rồi và phần bên trong sơ lược thôi để quay cho anh chị xem, tại lúc về nó hơi dơ tí xíu ha. Con này thì cũng vài công đoạn nữa là gần xong như làm đẹp rồi anh chị, chỉ cần đánh bóng với lại vệ sinh nội thất nữa là xong rồi ha. Đó. Vào chi tiết thì đèn xe liền lạc nha anh chị ha, không có bị bể nha. Nước sơn thì còn khá là ok. Con này bên Khánh về chắc làm đẹp nhanh thôi chứ không lâu. Mấy cái biển số Khánh tháo ra là để vệ sinh lại, lúc mà về cái biển số nó dơ quá anh chị, mình phải tháo ra vệ sinh ha. Nước sơn còn rất là bóng bẩy và liền lạc nha. Sơn Khánh về Khánh làm đẹp lại vài chỗ thôi, tại con này nó cũng đẹp sẵn rồi, màu đồng ánh kim rất đẹp. Có đề startup cho nên chúng ta sẽ có nút bấm thông minh ở đây hai bên cửa. Đó. Vô lăng thì Khánh cũng đã bọc vô lăng lại cho anh chị rồi nha. Vô lăng này lúc đầu nó không được đẹp gì đâu, nó hơi tróc tí xíu, Khánh về bọc lại. Đó. Các nút bấm còn hoạt động bình thường. 49.000 cây số là km thực tế của xe. Đầu DVD zin theo xe. Đó. Cần số này. Hai chế độ lái. Nói chung thì nội thất con xe này đẹp, sạch sẽ và tươm tất, không có bị quá dơ và không có quá xuống cấp. Ghế tài chúng ta có chỉnh điện 6 hướng nha anh chị. Xe nhập khẩu Indo thì anh chị nào mà thích những cái dòng xe nhập khẩu thì có thể chọn con này. Vì nói chung thì dây chuyền lắp ráp thì nó cũng sẽ tương tự na ná nhau thôi, quan trọng là ở phần con người lắp ráp như thế nào. Mình không có chê hàng Việt Nam nhưng mà đa phần thì Khánh thấy xe Indo sẽ được chuộng hơn rất là nhiều, tại vì nó có một vài điểm khác biệt đó nên anh chị. Mà nhưng mà từ đó tới giờ bản máy xăng này lúc nào cũng là xe nhập hết nha, không có xe lắp ráp, chỉ có máy dầu là lắp ráp thôi anh chị. Máy dầu là số sàn, số tự động là từ năm 2018, cuối 18 trở đi là lắp ráp rồi. Dạ đúng rồi, lắp ráp rồi, tới 2019 là toàn bộ lắp ráp luôn. Mâm vỏ con này thì còn đẹp và sạch sẽ. Chủ xe hình như cũng mới thay bộ vỏ mới. Bộ vỏ mới ha. Còn dày lắm anh chị. Đi 49.000 thay vỏ rồi. Đi gia đình. Và anh chị cứ yên tâm, con này thì chắc chắn đi gia đình chứ không có đi kinh doanh đâu. Tại đi kinh doanh không ai chịu nổi con này hết. Nó tới 12, 13 lít dầu, lít xăng lận. Tại đâu có ai chạy kinh doanh mà chạy nổi mấy xe này, chịu không nổi. Bên trong thì Khánh đã vệ sinh xong hết rồi. Này là bộ thảm lót sàn của xe nha, bộ thảm chân nè. Đó. Vệ sinh cũng gần sạch sẽ hết rồi anh chị. Đấy, rất là tươm tất ha. Nhìn chung thì con này xe này đẹp, xe gia đình chuẩn nha, không có chạy kinh doanh. Sơ lược lại phần nội thất anh chị coi. Nội thất màu nâu sạch sẽ. Con này thì bên Khánh vẫn có hỗ trợ vay cho anh chị nếu mà anh chị không muốn bỏ nhiều tiền vô cái xe quá. Bên Khánh vẫn có hỗ trợ tầm khoảng, anh chị đưa trước khoảng hơn 300 tí xíu là mình nhận xe này về. Hiện tại con xe này bên Khánh đang rao là 830 triệu, nhưng mà hồi xưa lúc mà mua xe mới nó khoảng hơn tỷ ba nha anh chị, nó mới khoảng 4-5 năm gì gì, nhưng mà mình tiết kiệm được 500 mấy chục triệu là rất là nhiều anh chị ha.
Nhưng mà thực ra thì con xe này cái mẫu mã nó cũng, cái body nó y chang cái mẫu mới bây giờ, nó chỉ khác nhau cái đèn và cái ga lăng thôi, với cái mâm thôi anh chị. Nhưng mà về nói về chất lượng, độ bền thì Fortuner là số 1 rồi, anh chị yên tâm. Và đây là Fortuner máy xăng số tự động một cầu 2019, màu đồng bánh kim, lăn bánh được 49.000 cây số, hiện tại đang được chào bán là 830 triệu tại Toyota Tân Cảng. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau nha.